Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và hiện tại thì tuần này thì Hùng Lê vẫn chưa có về nhà, chính vậy nên là vẫn phải thu âm trực tiếp qua laptop, nên chất lượng âm thanh thì nó vẫn đang chưa được cải thiện. Các anh chị thông cảm và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nốt bản tin tuần này. Và sang tuần sau thì chính thức là chúng ta sẽ bắt đầu vào làm việc một cách nghiêm túc, bởi vì là cũng là qua làm rồi và thị trường của chúng ta thì cũng bắt đầu đi vào những cái nhịp đầu tiên và những cái nhịp sóng thì chúng ta sẽ đi phân tích nó cặn kẽ hơn, nó chi tiết hơn. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính. Phần thứ nhất thì Hùng Lê sẽ cùng các anh chị chúng ta sẽ điểm qua một số các danh mục, các mã cổ phiếu khá là căn bản từ nhóm công nghệ, Viettel, thép, nhóm đầu tư công, vật liệu đầu tư công, nhóm dầu khí, nhóm banh, nhóm ngành chứng khoán. Còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các nhóm ngành phụ, ví dụ trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy rằng nhóm ngành thủy sản, nhóm ngành điện, bất động sản, khu công nghiệp, nhóm ngành cao su, nhóm ngành dệt may, thì đấy là những cái nhóm ngành mà dòng tiền đã có cái sự kích hoạt khá là tốt ở trong thời gian vừa qua. Và anh chị em chúng ta cũng phải đặt trong một cái bối cảnh tổng thể, đó là gì? Nếu như chúng ta nhìn ở trên chạc ngày chỉ số VN Index thì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường của chúng ta cũng đã tăng một cái nhịp tăng tương đối là tốt rồi, đó, tương đối tốt. Và chính vì một nhịp tăng tương đối là tốt rồi thì các mã cổ phiếu nó cũng đã chạy một nhịp rất tốt rồi. Chính vậy nên là chúng ta các cái điểm mua về sau nó sẽ khá là khó khăn khi mà thị trường của chúng ta tiệm cận đến những vùng kháng cự mạnh. Ví dụ index của chúng ta tiệm cận ở vùng 1045 đến vùng 1050 điểm, đó là vùng kháng cự tâm lý đầu tiên. Sau đó sẽ đến vùng 1185 điểm đến vùng 1200 điểm đó. Và trong phiên trong tuần vừa qua thì nó có một phiên giao dịch thị trường giảm 35 điểm và sau đó thì nó đang có hai cây nến ngày đây các anh chị, hai cây nến ngày và nó đi nó là hai cây nến doji, nó có bóng trên và bóng dưới, điều đó cho thấy rằng là cái sự giằng co giữa đội long và đội short tương đối là lớn đó. Chính vậy nên là tuần tới thì khả năng cao chúng ta sẽ cần thêm các tín hiệu kỹ thuật để chúng ta nhận diện về mặt xu hướng. Các anh chị để ý là ví dụ ở đây sau một cây nến đẩy xanh mạnh đúng không ạ, thì thị trường của chúng ta đã có 8 cây nến đi ngang tích lũy ở trong một cái biên hẹp. Và cái biên này đó chính là biên 1045 đến vùng 1050 điểm trước khi mà nó có tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên giao dịch của ngày 16 tháng 1 và đến phiên ngày 17 tháng 1 thì cái tín hiệu kỹ thuật nó được rõ ràng hơn. Vậy thì sau một cái phiên giảm mạnh như thế này thì chúng ta thấy rằng là index của chúng ta cũng đang có hai cây nến tích lũy và khả năng tuần tới thì thị trường của chúng ta sẽ có tiếp tục có những cái nhịp tích lũy trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng hoặc nhịp giảm hoặc các cái tín hiệu như thế nào đó thì Hùng Lê sẽ cần những cái chi tiết giao dịch của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Và trong tuần này thì có một đặc điểm đáng lưu ý, đó là quỹ ETF cơ cấu trong phiên ngày hôm nay, chính vậy nên là nó cũng đã ảnh hưởng khá là nhiều đến tâm lý của nhà đầu tư. Và sau tuần thì mọi thứ nó sẽ ổn định hơn thì chúng ta sẽ đi vào những cái quỹ đạo nó tối ưu hơn. Ok. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích view lại kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua, đó là bản tin tuần video số 162. Và phần thứ ba chúng ta sẽ có một vài dự báo về xu hướng thị trường trong tuần mới. Thì cái bố cục của bản tin tuần thì chúng ta vẫn tiếp tục không có gì thay đổi cả các anh chị nhá. Ok. Thì phần thứ nhất thì bây giờ chúng ta sẽ đi view ở một số các cái danh mục khá là cơ bản, gồm có mã cổ phiếu nhóm ngành công nghệ, gồm có mã cổ phiếu FPT. Thì ngày hôm nay là quý ngoại bán khoảng tầm hơn 1,2 triệu cổ phiếu FPT, chính vì là FPT đã có một cái nhịp chỉnh giảm. Trong cái nhịp tăng này thì chúng ta có kỳ vọng đến khả năng FPT sẽ đạt ở khoảng vùng 86 đến khoảng vùng 87. Và cây nến tuần ở trong tuần trước thì nó lên được vùng cao nhất, đó là vùng 85.5, và tuần này thì như vậy là trong phiên ngày hôm nay FPT bị mất vùng giá 82. Một cái vùng test kỹ thuật khá là quan trọng của FPT, như vậy thì tuần tới khả năng là nó sẽ quay về vùng 79.5. Trong trường hợp nếu như nó có một cây nến đỏ mà nó bị đè gãy vùng 70, vì quỹ cơ cấu chính vậy nên là cũng sẽ cần thêm cái phiên ngày thứ hai để chúng ta đánh giá. Trong trường hợp nếu mà FPT bị thủng vùng 79.5 thì như vậy là chúng ta phải tính toán là vùng 75 đến 76 của nhịp này sẽ tích lũy lại. CMG trong thời điểm hiện tại chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 39 đến khoảng vùng 40, các anh chị lưu ý. Và ngắn hạn thì chúng ta có kháng cự 44, với cái cách đi này thì khả năng cao là CMG sẽ có thể bứt 44 để bắt đầu đi mở ra một trend, và con CMG này thì nó đánh những cái nhịp nó cũng tương đối là nhẹ. Nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành Viettel, thì chúng ta có đề cập phân tích đến hai mã cổ phiếu, đó là mã cổ phiếu VGI.
VGI thì về tổng quan cả năm thì năm nay bút toán lợi nhuận của VGI đâu đó được trên 1.300 tỷ, mặc dù hai ba quý trước thì VGI bút lợi nhuận tương đối tốt, nhưng quý 4 thì không hiểu sao nó lại bút một quả nó lỗ tương đối sâu. Chính vậy nên là lợi nhuận cả năm nó chỉ đạt được đâu đó 1.300 tỷ thôi, lợi nhuận sau thuế. Còn phân tích trên chart kỹ thuật thì chúng ta có nói đến vùng kháng cự kỹ thuật ở đây, vùng 23.5, vùng 24, và bản chất ở trong tuần trước thì nó đạt đến vùng kháng cự và nó bắt đầu chỉnh cung. Điều chỉnh kỹ thuật đầu tiên thì ngắm ở vùng 22.5, thủng vùng này thì như vậy là nó sẽ ngắm ở vùng 21 đến khoảng vùng 21.2. Như vậy là tuần này thì nó đã chạm cái vùng ở đây, đó là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật, và chúng ta có thể bắt đầu canh mắt ở khoảng quanh vùng 21, chúng ta bắt một phần, và sau đó thì có vùng ở khoảng vùng 19.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta bắt tiếp. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu CTR. Thì hiện tại là chart kỹ thuật của CTR đang tương đối đẹp, và nó đẹp hơn mã cổ phiếu VGI, bởi vì là cái điểm tích lũy của em này tương đối ổn ở vùng 61 đến khoảng vùng 62. Trong tuần thì đã có những cái thời điểm nó bứt vùng 62, tuy nhiên là cái điểm 62 này thì nó vẫn chưa thể vượt thoát, và đồng thời song song thì nó cũng có luôn vùng hỗ trợ 58.5, là vùng hỗ trợ cũng rất là tốt ở đây. Đó thì khả năng là tuần tới thì CTR nó sẽ tiếp tục tích lũy thôi, và kỳ vọng ở đây là bứt vùng 62 để lên cái target ở khoảng quanh vùng 70 đến khoảng vùng 71.5. Nhóm thứ ba chúng ta sẽ đi phân tích, đó là nhóm thép. Thì đến thời điểm hiện tại như các anh chị em cũng biết rồi, quý 4 là nhóm thép đã cái biên lợi nhuận nó đã giảm đi rất là nhiều, và thậm chí là lỗ lỗ trong quý 4. Thì điều này nó cũng dễ hiểu thôi. Cái thứ nhất đó là gì? Đó là nhóm ngành bất động sản. Các anh chị biết rồi, bất động sản là một trong những cái nhóm ngành, mà đặc biệt là nhóm ngành bất động sản dân dụng, là nó tiêu thụ cái lượng thép cực kỳ lớn, và hiện tại thì nhóm ngành này đang đóng băng do cái câu chuyện về trái phiếu, rồi do cái sự đóng băng về bất động sản trong cái thời gian vừa qua, thì thị trường bất động sản của chúng ta đã hết sức là nóng, và tất cả những cái giá trị của bất động sản nó đang đẩy lên kịch kim, và chính vậy nên là hiện tại thì cái sự giao dịch của nhóm ngành này nó kém đi rất là nhiều. Chính vậy nên là cái tốc độ tiêu thụ thép nó sẽ giảm đi, đó là lý do vì sao mà nhóm thép gặp tương đối là khó khăn. Vậy thì trong góc độ ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm nhóm thép như thế nào? Thứ nhất là nhóm thép cũng đã có một cái sự hình thành, có một cái điểm tăng rất là tốt, và đặc biệt là cái câu chuyện về đầu tư công nó sẽ được phát huy ở những cái tác dụng của năm 2023, mặc dù là trong cái cơ cấu tổng quan của đầu tư công ấy, thì cái sản phẩm mà liên quan đến thép nó sẽ ít, nó chỉ có những cái cầu đường phà thôi, còn đa phần nó là hạ tầng giao thông, thì cái tỷ trọng thép nó cũng khá là ít. Tuy nhiên nó cũng là một trong những yếu tố tích cực để giúp cho nhóm thép có khả năng phục hồi và đi tiếp. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ ngắm ở cái chart kỹ thuật của Hòa Phát, thì chúng ta sẽ hiểu được là gì. Hòa Phát đã tăng từ vùng 2.13, và sau đó thì chúng ta đã lần lượt phân tích được các cái target kỹ thuật của Hòa Phát ở quanh vùng 19, và hiện tại thì vùng 21, và đâu đó thì chúng ta đang đưa lên được khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Như vậy là xét về một cái yếu tố tổng quan thì như vậy là nhóm thép cũng đã tăng khá là tốt ở trong nhịp vừa qua, và đến đây thì nó đang gặp một cái kháng cự tương đối mạnh đó với Hòa Phát đây anh chị. Đây là một cái vùng kháng cự tương đối mạnh. Vậy thì với nhóm này thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ hành động theo xu hướng. Có nghĩa là gì? Đối với những cái tài khoản chúng ta đang cầm Hòa Phát chẳng hạn, thì chúng ta lưu ý giúp Hùng Lê, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật 20.7 đến vùng 21. Khả năng tuần tới thì ông em này và nhóm thép nói chung thì nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật, và những cái điểm mấu chốt quan trọng để giúp cho chúng ta định lượng về cái khả năng đi tiếp của Hòa Phát và những mã cổ phiếu khác, đó là chúng ta phải phân định được cái vùng hỗ trợ then chốt, và khi cổ phiếu bị phá vỡ vùng hỗ trợ then chốt thì bắt buộc chúng ta phải bán để chúng ta chốt lãi. Đó, trong trường hợp mà chúng ta đang full margin cổ phiếu này thì như vậy là chúng ta cũng phải xem xét để chúng ta hạ bớt cái tỷ lệ margin. Thì Hòa Phát sang tuần tới vùng 20.7 không thủng cứ ôm, nhưng thủng 20.7 khuyến cáo nên chốt. Cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu Hoa Sen. Thì ở đây Hoa Sen của chúng ta cũng đã trong tuần nó cũng đã cán lên được một target mục tiêu ở quanh vùng 15.5. Đã có những thời điểm vượt vùng giá mục tiêu này, nhưng ở bản tiến tuần thì chúng ta nói đến vùng 15.5. Trong con đường hướng đến vùng 18 đến vùng 18.5. Vậy thì để mà hướng được cái con đường đó, để hướng được đến cái vùng đó thì như vậy chúng ta sẽ có cái biên chốt chặn ở đây là vùng 14-14.3. Các anh chị lưu ý, trong trường hợp nếu như cổ phiếu Hoa Sen bị mất vùng 14
với một lực bán mạnh. Ví dụ như Hùng nói, ví dụ như tuần sau nó có một xuất hiện một cái cây nến như thế này chẳng hạn, thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật rất xấu và bắt buộc các anh chị em đang cầm chúng ta nên bán chốt. Bởi vì là một cái câu chuyện là chốt lãi thì không có bao giờ sai, và khi chúng ta không thể chống lại được xu hướng của thị trường cũng như không thể chống lại được xu hướng của cổ phiếu mà chúng ta hành động theo xu hướng đó, vậy thì khi mà cổ phiếu bị mất các cái vùng hỗ trợ, mất các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt thì như vậy là chúng ta cần hành động. Đơn giản như vậy thôi. Và hoa sen các anh chị lưu ý Hùng vùng 14 đến vùng 14.5. Nam Kim ở đây chúng ta trong tuần thì chúng ta cũng đã về mặt bản chất là Nam Kim cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 15/15, và thậm chí trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến cái cản 16. Và nó gặp cản 16 thì nó không thể bứt thoát được qua được, và đây là ba cây nến nó xếp sát như thế này, sau một cây nến chốt mạnh thì hai cây nến liền sau đó nó xác nhận là nó không lấy lại được cái gì ạ, lấy lại được cái vùng giá 15 cộng. Chính vậy đây là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối yếu và xấu. Như vậy tuần tới các anh chị lưu ý giúp Hùng, Nam Kim có vùng chốt chặn 13.4. Trong trường hợp nếu không thủng 13.4 các anh chị có thể ôm, tiếp tục ôm. Tuy nhiên nếu như cổ phiếu bị mất vùng 13.4 thì các anh chị lưu ý chúng ta nên chốt bớt tỷ trọng của chúng ta đi. Cổ phiếu VGS ở đây trong tuần thì cũng đã tiệm cận lên được vùng 14 và nó không đủ lực để bứt thoát. Như vậy tuần tới thì khả năng VGS sẽ quay trở lại vùng 11.4 đến khoảng vùng 12. Cổ phiếu TVN đấy, kháng cự đây các anh chị này, 6.66 này đúng không ạ, chúng ta nói rồi 6 này, gặp thằng kháng cự này thì nó lại chỉnh cung trở lại. Như vậy là tuần tới lại bám lại biên 5.3 cộng trừ 0.2, tức là có nghĩa là gì, nó sẽ test biên trên là 5.5 và biên dưới sẽ là khoảng 5 đến vùng 5.1, tức là nó sẽ bám biên đó để nó đi tiếp. Cổ phiếu TVN TVN rồi, thế thì thằng còn lại sẽ là TLH cũng đây, kháng cự đây các anh chị 7.5, và trong tuần vừa qua thì nó không thể bứt được kháng cự, và ba cây nến này nó cũng đang cho thấy gì ạ, cái xu hướng của cổ phiếu nó đang bị yếu đi. Đường MACD thì bắt đầu xuất hiện tín hiệu đỏ, như vậy thì tuần tới khả năng là em này sẽ đánh lại, sẽ test lại về ở vùng 6.5, và sâu hơn thì có thể phải tính toán lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là vùng 5.8 đến khoảng vùng 6, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta cần phải tính toán đến ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm mà vật liệu phục vụ đầu tư công có 3 mã cổ phiếu chiến lược, đó là mã cổ phiếu cung cấp đá gồm mã cổ phiếu KSB. Thì đối với KSB như vậy đến thời điểm hiện tại là KSB mới hoàn thành vùng giá mục tiêu 26/26, còn vùng giá 28 thì chưa vươn được. Trong tuần vừa qua thì nó tiếp tục công lại vùng cản 26, tuy nhiên là vùng công này thì nó chưa thành. Ok anh chị, và một cây nến đạp tương đối mạnh. Với cây nến đạp mạnh này thì đây nó sẽ đi về lại vùng 22 đến khoảng vùng 23. Khả năng tuần tới thì nó chưa chạy ngay được đâu các anh chị, bởi vì là thị trường chung nó đang gặp khá nhiều vấn đề, khá nhiều khó khăn, nên là nó sẽ cần tích lũy thêm. Đồng nghĩa với việc như vậy thì KSB nó cũng sẽ có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 22, thì tạm thời chúng ta sẽ dừng chân lại đây để chúng ta đánh giá. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu BCC. Thì đối với BCC trong vùng giá mục tiêu là ngắm vùng 12, và trong tuần này thì BCC cũng bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 10.6 đến vùng 11. Chính vậy nên là tuần tới thì BCC sẽ ngắm lại về vùng ở đây, đó là khoảng vùng 96 đến khoảng vùng 10. Và khi chạm đến cái vùng này thì đây sẽ là cái vùng giá mục tiêu để chúng ta bắt đầu thu gom quay trở lại đối mã cổ phiếu BCC. Đầu tư công vẫn khá là nóng nên là chúng ta cứ bắt đầu bắt dần lại ở những vùng giá mục tiêu. PLC thì nó cũng đã hình thành được một cái nhịp tăng rất là mạnh, và trong nhịp tăng này thì cũng đang ngắm đến cản 29.5 đến khoảng vùng 30. Sau những cái tuần tích lũy tốt ở vùng 27.3 thì phiên giao dịch ngày thứ tư là một phiên mà nó đánh tương đối là khó chịu, và cũng chưa hiểu nguyên nhân vì sao mà phiên đó lại mất 35 điểm, chưa hiểu ý đồ. Bây giờ hiện tại thì PLC nó có một cái nhịp hồi, và nhịp hồi này thì khả năng nó sẽ lên được mắc ở khoảng quanh vùng 26.7 đến khoảng vùng 27.3, và sau đó nó sẽ tiếp tục quay trở lại test ở biên kỹ thuật ở đây, biên 24, 24.5, khả năng sẽ quay lại test ở vùng này.
Xây dựng thêm thời gian, nó sẽ cần thêm thời gian để nó tích lũy lại ở ít nhất là ở cái mút nến ở dưới này, đó là vùng 25 đó, ít nhất là sẽ ở vùng 25, 24, 25, 24, 24.5, 25, đây sẽ là những vùng mà tích lũy lại của PLC. Nhóm vật liệu, nhóm đầu tư công bao gồm các cái mã cổ phiếu xây lắp, nó liên quan trực tiếp đến hạ tầng kỹ thuật, gồm có mã cổ phiếu VCG. Thì đối với VCG năm nay, bút toán lợi nhuận của 2022 đã có rồi, và cái biên doanh thu cũng như biên lợi nhuận đã có cái sự cải thiện tương đối tốt của em này, tăng 57% so với năm 2021, như vậy là một bước tiến tương đối ổn. Và VCG chúng ta cũng đã có một cái hành trình phân tích tương đối dài, và hiện tại nếu như chúng ta xét ở trên góc độ kỹ thuật tuần thì chúng ta đã đạt được cái target ở vùng 21 rồi. Và từ vùng 21 này thì chúng ta đang ngắm lên ở vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 ở đây, tức là ngắm thêm cản tiếp theo. Ở trong tuần này thì VCG bắt đầu tiệm cận khả năng tuần tới thôi, 19.3, 19.8, đây là vùng giá mục tiêu để chúng ta thu gom một phần. Phần thứ hai thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 17.8, 17.8. Ok, đó. Thì đối với mã cổ phiếu này thì cũng đã có nhóm ngành đầu tư công ngày hôm nay, chúng ta cũng đã có cập nhật tương đối là chi tiết nó để cho anh chị nắm được là như vậy. Thì chúng ta sẽ đó có đánh giá tốc độ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận của năm nay, như vậy tương đối đẹp này. Vùng giá mục tiêu 19.3, 19.5, 19.8 là bắt dần này, và vùng giá mục tiêu thứ hai là 17.8. Vậy thì khi các anh chị đang cầm cổ phiếu này thì chúng ta hiểu rằng khi mà cổ phiếu về đó chúng ta bắt, chứ chúng ta không bắt một cách vu vơ, chúng ta không bắt một cách gọi là ngẫu hứng, và chúng ta sẽ ke những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta bắt. Đồng thời là chúng ta sẽ khớp nối một cái góc độ nữa là góc độ tổng quan của chỉ số VN Index. Giả sử như index về ở vùng 1050 điểm và nó tích lũy thành công ở vùng đó và bắt đầu chập chờn, nó dự báo có những xu hướng bay lên, thì như vậy đấy là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ mạnh dạn để chúng ta giải ngân, chúng ta bắt. Thì VCG là chúng ta ngắm ở hai vùng đó các anh chị nhé. FCN FCN thì biên lợi nhuận của năm nay thì chưa được cải thiện nhiều. Tuy nhiên là cái tín hiệu kỹ thuật và cái cách đi, cái trạng kỹ thuật của FCN thì bây giờ đang tương đối ổn rồi. Hiện tại thì nó chạm vùng giá 11, 11.2, đó là vùng gom mục tiêu thứ nhất, vùng gom mục tiêu thứ hai nếu có ở vùng 10 đến khoảng vùng 10.3. Mã cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu C4G, quá tốt, biên lợi nhuận của năm nay cực kỳ ổn, và C4G thì chúng ta cũng đã có một nhịp phân tích tương đối là dài, và hiện tại thì cũng đã có những anh chị em chốt được C4G ở vùng 12.9 đến vùng 13, đây là vùng cản các anh chị, nên là một số anh chị đã chốt rồi. Vậy thì chốt xong như vậy là chúng ta sẽ có vùng giá mục tiêu gom lại ở quanh 10.8 đến vùng 11, đó là vùng giá đầu tiên 10.8 đến 11 đây các anh chị nhá. Đấy, 10.8 đến vùng 11. Như vậy tuần tới thì các anh chị tập trung, chúng ta sẽ bắt thêm ở vùng này. Còn trong tuần này thì các anh chị đã bắt rồi. Đồng thời có vùng thứ hai là vùng 10 đến vùng 10.3. Đây là hai cái vùng giá mục tiêu vùng lên đang hướng tới để chúng ta bắt lại cổ phiếu Cienco 4. Khi chúng ta đã chốt được vị thế cao rồi, như vậy chúng ta sẵn sàng để chúng ta bắt đầu bắt dò lại. Mã cổ phiếu thứ tư đó là mã cổ phiếu LCG. Thì LCG hiện tại tín hiệu kỹ thuật đánh cũng đang tương đối là tốt, và ít nhất tuần này thì nó tuần trước về bản chất tuần trước ở vùng 10.5 nó đã đạt được cái target lên vùng 10.5. Tuần này nó bắt đầu chạm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 96 đến vùng 8, đó là vùng bắt thứ nhất, và vùng bắt thứ hai là vùng 8.5 vùng 9, đó là vùng bắt thứ hai. Vậy thì cũng đã để hai vùng giá này để chúng ta diện chúng ta ngắm để đây để chúng ta bắt bắt đáy đó. Mã cổ phiếu thứ năm đó là mã cổ phiếu G36, con này thì mới phân tích thêm, và hiện tại lợi nhuận là bức tranh về lợi nhuận của quý 4 của thằng này cũng đang tương đối là tốt. Về mặt sóng đi thì nó cũng đang đi những cái bước sóng tương đối là rõ, sóng tăng một chỉnh tăng chỉnh, và như vậy tuần tới đối với thằng G36 vùng giá mục tiêu để mà bắt ở đây đó là vùng 63, 65. Mục tiêu tiếp theo thì chúng ta vẫn không có gì thay đổi cả, cản của nó ở đây là cản 8. Bay được cản 8 thì khi đó chúng ta sẽ ngắm thêm các cái điểm cản tiếp theo, đó là cản 10. Đó, bay được cản 10 thì sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích tiếp, cứ bình tĩnh từ từ. Và năm 2023 thì đầu tư công vẫn là một trong những nhóm ngành được chính phủ ưu tiên. Đó, nên là các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với nhóm đầu tư công. Phân tích đến
Nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí. Thì ok, hiện tại các anh chị cũng chưa có bật cái update cái giá dầu trong buổi tối ngày hôm nay, không, hiện tại thì cũng chưa biết là tăng hay là giảm. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy đấy, nhưng mà trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là giá dầu gặp cái cản 82.3 tương đối khó khăn, một lần, hai lần, ba lần, và lần thứ ba trong cái tuần gần đây nhất thì nó cũng đã không thể vượt thoát qua. Chính vậy nên là với cái cách đi như này thì như vậy là hiện với WTI khả năng cao lại tiếp tục quay lại vùng 72.5 đến, và thậm chí là có thể vùng 70. Nói chung là hiện tại thì có thể là hai cái vùng này là có thể tính toán đến, bắt đầu thì bắt đầu nó mới hình thành lại được một cái nhịp điện, một nhịp tăng trở lại đây. Chính vậy nên là điều này nó cũng sẽ tác động ngắn hạn đến nhóm ngành dầu khí và nó cũng sẽ có cái sự chỉnh cung. Và đồng thời thì đối với nhóm ngành dầu khí, chúng ta cũng đã có một cái hành trình bắt đáy và dẫn dắt đến cái target kỹ thuật tương đối là tốt rồi, và như vậy là chúng ta chỉ có chốt thôi. Thế còn cái câu chuyện mua mới thì bây giờ sẽ tiếp tục để chờ đợi thêm các cái tín hiệu mà chúng ta sẽ phân tích để chúng ta mua thêm, mua mới trong trường hợp nếu có. Thì đối với PLX, PLX là về mặt target kỹ thuật là 37-37 đạt được rồi này, bắt đầu lên được đến 38 này và đang ngắm lên vùng 40. Nhưng mà vùng 40 như vậy là tạm thời trong tuần này thì vùng 40 nó đang bị lỗi hẹn. Và tuy nhiên ở góc độ kỹ thuật thì nó vẫn đang là một uptrend, các anh chị lưu ý như vậy. Và vùng 36 đang là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là tốt của cổ phiếu này. Trong trường hợp tuần tới PLX vẫn tiếp tục tích lũy được ở trên ở vùng 36 cộng thì khả năng cao nó sẽ tiếp tục đánh về vùng 38.5, sau đó nó chỉnh cung nhẹ nhàng và phụ thuộc vào cái thị trường có thuận hay không, có thuận lợi hay không, thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở cái cản 40. PVS thì bị chốt rồi. PVS như vậy là trong tuần này thì PVS đã suýt soát đạt được cái target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 26. Cái đến trong phiên giao dịch ngày thứ tư là 25.9 rồi các anh chị nhé, 25.9 rồi, như vậy là suýt soát target vùng 26 thì nó chỉnh. Chỉnh nhịp 1 thì sẽ về quanh 25 và chỉnh nhịp 2 thì như vậy là với cái tín hiệu này nó bị mất vùng 24 đấy các anh chị. Khi mất vùng 24 thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 23. Đó, và thậm chí là có thể thủng vùng 23 thì ở đây PVS có thể tính toán ở giá ở vùng 21-21.5. Tuần tới thì chúng ta đánh giá thêm, bởi vì cái xu hướng của WTI ở thời điểm hiện tại là cũng thấy nó đang hơi yếu. Cổ phiếu PVD PVD như vậy là tuần qua cũng đã chốt được ở vùng 20.5 và vùng 21, đó là hai vùng giá đã chốt được. Với cá nhân Hùng Lê thì cũng đã chốt được hai vùng đó. Hôm nay các anh chị thì sẽ chốt được vùng bao nhiêu thì cũng không rõ lắm. Vùng 21.4 không có chốt được và chỉ chốt được ở vùng 21 thôi. Khi mà cổ phiếu bắt đầu có cái sự rung lắc thì cũng đã bắt đầu quyết định là bán ra. Và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày thứ tư, khi mà chúng ta cảm nhận thấy rằng là cổ phiếu này bị có xu hướng bị vỡ vùng 20.6 thì ngay lập tức thì chúng ta sẽ đẩy bán ở khoảng quanh vùng 20.5 và như vậy chúng ta thoát hàng. Bởi vì trong cái thời điểm ngắn hạn, khi mà chúng ta đã có lãi rồi, cổ phiếu có những cái biến động về mặt kỹ thuật như thế này thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải bán cổ phiếu ra. Ngắn hạn thì nếu như chúng ta ổn định, thị trường ổn định tuần tới thì khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 17.7 đến khoảng vùng 18.3. Đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta sẽ dò lại thêm đối với mã cổ phiếu PVD. MBSR với cái góc độ hiện tại thì chưa có đạt kỳ vọng, mặc dù là nó cũng đã đi lên được ở đây là cái target 16.7 đến vùng 17, nhưng mà kỳ vọng lớn hơn nó phải nằm ở vùng 18. Và tuần này thì nó đang tạm thời chỉnh cung chung với cả thị trường, và vốn của phiên ngày hôm nay nó tương đối thấp ở khoảng 4.3-4.7 triệu cổ phiếu, như vậy là tạm ổn. Trong quá trình chỉnh cung mà vốn nó càng thấp thì nó càng tốt. Ok, tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm thêm ở vùng 15.5 đến khoảng vùng 16. Đây là vùng mà tích lũy của BSR, thì các anh chị mà đang cầm thì chúng ta cứ túc tắc chúng ta có thể nhặt dần. Bởi vì cái nhịp này nếu nhìn về mặt xu hướng thì khả năng là BSR cũng sẽ bắt đầu có một cái trend kỹ thuật tăng ở đây. Đó, trend kỹ thuật tăng ở đây. Tất nhiên đối với BSR thì cái điểm mua các anh chị lưu ý là vùng 13-13.4 đây này, tại những cái thời điểm này. Đó, khi mà BSR đi ngang ở đây thì cũng đã có khuyến nghị là chúng ta túc tắc nhặt dần. Và khi mà chúng ta lên được đến cái vùng 16-17 rồi, như vậy chúng ta có lãi rồi, không có vấn đề gì cả. Mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu OIL. Thì đối với OIL hoàn toàn tương tự, ở vùng 7.5-7.7, tức là tại cái tuần này thì chúng ta cũng đã có những khuyến nghị chúng ta nhặt dần. Mục tiêu trong nhịp này thì đánh về cả 10, tuy nhiên là trong trong tuần thì nó chỉ lên được đâu đó khoảng vùng 9 chấm mấy thôi này.
về lên được vùng 9.7 thôi, còn 0.3 nữa nó mới lên được cản 10 và nó bắt đầu có một cái vùng chỉnh cung. Hai cây nến doji siết chặt quanh vùng giá 89, như vậy tuần tới thì nó sẽ có biên 8.5 cộng trừ 0.2, đó là vùng mà các tài khoản của chúng ta có chốt đã được ở phần ở trên này rồi, thì chúng ta đã canh gom lại ở cái vùng 8.5 cộng trừ 0.2, anh chị lưu ý. Rồi, nhóm ngành tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Đây là hai cái nhóm có thể gọi là rường cột của thị trường. Thì banh là nó đã hình thành một cái nhịp tăng từ ngày 13 tháng 10 cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn tiếp tục duy trì phân tích cái sóng tăng của ngành banh, và hiện tại thì nó vẫn đang tương đối là tốt. Khi mà anh cả của chúng ta đó là con Vietcombank, nó chưa có phân phối. Ở đây chúng ta có thể view lại một tí. Đây chúng ta có thể nhìn lấy đây là những cái nhịp mà nó kéo Vietcombank và sau đó nó phân phối, nó kéo Vietcombank và nhịp này nó phân phối và nhịp này cũng như vậy. Và đến cái nhịp này thì hiện tại Vietcombank chưa có phân phối. Chính vậy nên là nhóm banh vẫn đang là một trong những cái trụ cột trường cột của thị trường, và với việc mà nhóm banh đang giao dịch như vậy chúng ta cũng có một cái phần nào đó chúng ta yên tâm hơn về xu hướng tổng quan của thị trường index ở trong tuần tới. Thì đối với Vietcombank ở trong tuần giao dịch cũ thì chúng ta có nói đến vùng 90, và trong tuần thì nó liên tục bám biên 90 đấy các anh chị. Nó chạm biên 90 và sau đó nó bật lên. Cây đến ngày hôm nay thì hình như có lực mua của khối ngoại trong phiên ATC nên là nó cũng có cái sự tích cực nhất định nào đó, và nó đã bật lại được vùng 92 cộng. Như vậy khả năng thì nhịp này nó sẽ tiếp tục công lại vùng 95. Xa hơn thì sẽ ở quanh vùng 100, và tại vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng phân phối của cổ phiếu Vietcombank. Ở BIDV như vậy là target 44 đạt rồi, 46 đạt rồi, và bây giờ chúng ta đang ngắm lên vùng 48 đến khoảng vùng 50. Vậy thì cái vùng này có đạt được hay không thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái tín hiệu test kỹ thuật. Tuần vừa qua nó đè lại vùng 44 nhưng nó đang có hai cây nến hồi. Khả năng thêm một cây nến hồi nữa sẽ chạm lại vùng 44 và sau đó nó sẽ tiếp tục quay lại trở lại để nó diện, nó test lại cung ở trong tuần đấy. Và vùng chỉnh cung 41.5 đến vùng 42, và các anh chị lưu ý chặn 41.5 nghĩa là gì? Trong trường hợp nếu như mà các anh chị đang cầm mã cổ phiếu BIDV không thủng 41.5, ok, chúng ta cứ tiếp tục cầm. Trong trường hợp nếu bị mất vùng 41.5, xem xét nên hạ tỷ trọng. Đó. Tức là gì? Tức là chúng ta hành động theo xu hướng chứ chúng ta không chống lại, và chúng ta cũng không tạo lập được thị trường, không tạo lập được cổ phiếu, chính vậy nên là chúng ta phải nương theo. Đối với công thương thì chúng ta cũng thấy ở đây rằng là chúng ta cũng đã đạt được một cái target mục tiêu ở quanh 30.5. Đó, và hiện tại nó đang chỉnh cung. Điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên mình ngắm đến đó là vùng 30, thì vùng 30 này nó đã bị mất ở trong phiên giao dịch ngày thứ tư, và nó chỉnh khá là sâu xuống sát ở vùng 29. Hai cây nến doji nó đang test lại ở cái mút nến ở dưới này. Như vậy chúng ta thấy rằng là thị trường và cổ phiếu nó bắt đầu tích lũy trở lại. Tuy nhiên khả năng cao thì với cái cách đi như thế này thì BIDV tuần tới BIDV sẽ quay trở lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là biên 27.5 đến khoảng biên 28. Chúng ta đánh giá thêm công thương đã sẽ đánh giá ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và có thể bắt đầu bắt được. Nói chung là bắt thì bắt ở vùng này được. Techcom như vậy là tuần này thì sau khi mà lên được khoảng quanh vùng 3, gần trích sát vùng 30, như vậy Techcom đã có 3 cây nến chỉnh tương đối mạnh. Với điểm chỉnh như này thì đường tín hiệu đường ACD nó lại bắt đầu chuyển sang pha đỏ, và khi nó chuyển sang pha đỏ rồi các anh chị thì cái xu hướng của cổ phiếu nó sẽ không tăng được nữa. Đó, nó sẽ bắt đầu xu hướng đi ngang hoặc thiên về kịch bản chỉnh giảm, đó là yếu tố kỹ thuật liên quan đến đường ACD. Thì tuần tới như vậy là sau phiên ngày hôm nay thì quỹ bán. Chính vậy nên là chúng ta phải đánh giá thêm ở quanh vùng 27, trong trường hợp thủng 27 thì về lại vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. Với cách đi này thì khả năng cao là vùng 25.5 đến 26 sẽ hướng đến của Techcombank ở tuần tới. Rồi, mã cổ phiếu VX là VIB. VIB là một mã cổ phiếu rất là hay, tính tạo lập của nó tương đối tốt, và nhịp này thì như vậy là tuần trước thì VIB đã hoàn thành những vùng giá mục tiêu 23.2. Nó có chỉnh cung nhưng điểm chỉnh cung này không sâu, nó không chỉnh về quanh 22, và hiện tại thì nó đang ngồi lại được ở trên vùng 23 cộng. Và với cách đi như thế này, như vậy là VIB nó đã khỏe hơn so với thị trường chung. Đó. Vì chính vì khỏe hơn nên khả năng nhịp này nó sẽ kéo lên vùng 26. Đầu tiên là đánh cản 6, cản 26 và sau đó sẽ hướng lên cản 28. TP Bank, riêng con VIB này thì các anh chị cứ cầm dài dài nhé. Trong năm 23 khả năng cứ cầm VIB thùng lên. TP Bank
TPBank ở đây chúng ta sẽ ngắm như thế nào. Thứ nhất đó là vùng hỗ, vùng kháng cự ở đây vùng 24.5 đến khoảng vùng 25. Đây là vùng kháng cự tương đối dày và hiện tại thì trong tuần này thì nó đã vươn lên được cái vùng kháng cự này, tuy nhiên nó chưa bứt được. Nó chưa bứt được là do cái xu hướng chung của thị trường nó đang hơi xấu. Và có một cái tin kỹ thuật nữa tương đối khởi sắc, đó là TP đã có những cái phiên giao dịch trên 10 triệu cổ phiếu trên một phiên, đó là điểm tốt. Đó, đây cũng như vậy, nó sẽ là những cái thời khắc mà chúng ta sẽ kỳ vọng là TP sẽ có thêm cái dòng tiền đánh tích cực hơn. Tuần tới các anh chị có thể gom thêm ở quanh vùng 23.2 đến vùng 23, và vùng gom mục tiêu thứ hai ở đây thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Như vậy khi mà TP chỉnh cung về đây đó, và nếu có chỉnh cung về đây thì đấy sẽ là những cái vùng giá mục tiêu để chúng ta tiếp tục thu gom. Và mục tiêu cuối cùng đó là TP đánh vượt thoát vùng 25, và khi mà nó bứt được cái vùng cản 25 rồi thì khi đó là chúng ta chỉ ngồi chúng ta tính tiền thôi. VPBank ở thời điểm hiện tại nó gặp cản 20. Trong tuần vừa qua thì dự kiến là nó chỉnh cung kỹ thuật về khoảng quanh vùng 19.3, tuy nhiên vùng 19.3 nó bị thất bại các anh chị. Khi 19.3 bị thất bại thì nó sẽ chỉnh về vùng 16.8 đến xin lỗi cả nhà 18.5 đến khoảng vùng 18.6, và vùng này bị thất bại thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng 17.8 đến khoảng vùng 18. Như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá thêm, và trong trường hợp nếu như mà VP bị mất vùng 17.8 thì như vậy chúng ta cần phải tính toán thêm ở vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn. Tính toán vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn đó là khoảng quanh vùng 17 đến khoảng vùng giá 17.2. MBB trong tuần thì MBB cũng bắt đầu tiệm cận lại cản ở vùng 20.5 và dự kiến chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 19.2. Điểm 19.2 này nó bị thất bại trong phiên giao dịch của ngày thứ tư, và phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì nó đã không thể lấy lại được điểm cản 19.2. Cây nến ngày hôm nay thì nó lấp lại cái phần rút chân của nến ngày hôm qua, như vậy là một tín hiệu kỹ thuật cũng không thực sự lạc quan đối với mã cổ phiếu MBB. Đường MACD nó cũng bắt đầu sang chỉnh đỏ trở lại, như vậy thì khả năng là nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung ở đây. Tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm lại điểm hỗ trợ kỹ thuật MBB ở quanh vùng 17.8 đến khoảng vùng 18. Bộ ba mã cổ phiếu PEN của nhóm banh gồm mã cổ phiếu STB, gọi là PEN thôi, chứ còn STB thì bây giờ nó cũng không gọi là PEN nữa. Mệnh giá của nó lên 27 rồi. Và STB nó cũng đã có một cái nhịp chạy tương đối là tốt, đâu đó khoảng từ cái vùng phân tích kỹ thuật ở đây vùng 16.5, và đến thời điểm hiện tại là nó đã đạt được lên đến target 27, như vậy một target cực kỳ cao. Do đó khi chúng ta tiếp cận đến cổ phiếu STB ở thời điểm hiện tại thì chúng ta phải nhìn được cái gốc rễ của nó đã chạy từ đâu, nó đã đi từ đâu. Đó là những cái điều rất là quan trọng. Ví dụ như ít nhất là ở cái nhịp này, nhịp 22 đúng không ạ? Chúng ta phân tích lên vùng 22, chúng ta phân tích lên vùng 24.5. Sau khi mà hoàn thành được cái vùng giá 24.5 rồi thì từ 24.5 thì chúng ta ngắm lên vùng 27, và hiện tại thì nó bắt đầu có những cái phiên đan hình răng cưa tại vùng kháng cự. Thì khi mà cổ phiếu mà đan hình răng cưa tại vùng kháng cự thì nó có hai ý. Ý thứ nhất đó là gì? Có thể là tạo lập, người ta đang sang hàng. Đó, người ta đang sang hàng nhỏ lẻ, hoặc là bằng một cách nào đó người ta kéo ở phiên này và người ta xả phiên kia để làm sao đó mà người ta sang đủ hàng, và sau khi sang đủ hàng rồi thì có thể tạo lập, người ta rút dòng tiền đi. Chính vậy đến thời điểm hiện tại thì STB ở cái điểm mua thì rất là khó khăn rồi các anh chị. Theo quan điểm của Hùng là bây giờ không nên vui nữa. Bởi vì lỡ may nó có chỉnh một phát thì như vậy là mình sẽ rất khó khăn. Và khi mà nó chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh rất là mạnh. Chỉ có bây giờ những cái tài khoản nào mà người ta sẵn vị thế thì người ta có thể, ví dụ người ta ke ở đây này, ví dụ những điểm thấp nhất ở đây thì người ta hoàn toàn có thể thực hiện được phương pháp này. Đó là gì? Người ta có thể mua ở vùng 25.5 và trong phiên nó hồi lên 26.5, người ta sẵn sàng người ta chốt. Và người ta cứ đảo liên tục ở trong cái danh mục đó cho đến khi cổ phiếu xác nhận xu hướng tiếp theo. Thì xu hướng tiếp theo ở đây vẫn là cản 27, điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây quanh vùng 26. Nhìn về thiên hướng kỹ thuật chung của cả thị trường thì khả năng STB sẽ quay trở lại vùng chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 24.5. Và các anh chị lưu ý là biên chốt chặn của mã cổ phiếu STB ở quanh vùng 24, không thủng vùng 24 thì anh chị có thể cầm, nhưng cổ phiếu STB mất vùng 24
thì đấy là thời điểm mà các anh chị cân nhắc để chúng ta chốt bớt tỷ trọng cổ phiếu. Ở đây thì chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu Liên Việt Postbank. Liên Việt Postbank thì đã chính thức là đạt được cái target 15 và chúng ta đang ngắm cái target cao hơn ở quanh vùng 16. Tuy nhiên tuần này thì với tín hiệu như thế này thì cái target 16 nó là không thể rồi. Không thể trong ngắn hạn. Còn trong trung và dài hạn thì nó lại là một câu chuyện khác. Như vậy là tuần tới thì khả năng là Liên Việt Postbank nó sẽ quay về test lại cung kỹ thuật ở quanh vùng 13-13.5. Và chặn ở đây là chặn 13-13.3. Các anh chị lưu ý, trong trường hợp nếu như mà LPB mà bị mất vùng 13 thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật các anh chị nên chốt bớt. Đó, đấy là khuyến cáo. Thế còn lại tất cả những cái thông tin thì về mặt kỹ thuật là chúng ta xem để chúng ta có thông tin tham khảo thôi, và quyết định đầu tư vẫn là ở các anh chị em. Cổ phiếu SHB hiện tại thì nó đánh hơi lạc lõng, nó chưa có cái sự bứt phá, mặc dù là trong thời điểm vừa qua thì nó cũng đã tăng được một cái nhịp ở đây và suýt soát đạt được cái target kháng cự 11 năm đến 12 ở trong nhịp đầu tiên, nhịp chỉnh cung thứ hai, và nhịp này thì nó cũng chỉ mới lên được vùng 11 cộng và nó đã bắt đầu chỉnh cung theo cả thị trường. Như vậy thì tuần tới SHB sẽ có vùng giá mục tiêu ở quanh vùng 10.3, và điểm sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán đó là vùng 9.5 đến vùng 9.7, thì căn cứ cái tín hiệu thực tế của thị trường để chúng ta phân tích thêm. Và trong nhịp này thì như vậy là SHB cũng chỉ mới lên được vùng 11 cộng, tức là đây cũng là một cái cản này các anh chị này, vùng 11 cộng là một cái cản của cổ phiếu SHB, các anh chị lưu ý như vậy. Đây 11. Ok, nhóm ngành thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ phân tích như vậy. Sang nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm ngành chứng khoán cũng là một trong những cái nhóm trụ cột, giường cột của thị trường, và hiện tại thì chúng thấy rằng là nhóm ngành chứng khoán đang có cái sự suy yếu nhất định, và tuần tới thì khả năng nhóm ngành này sẽ tiếp tục chỉnh giảm. Chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu VCI. Thì đối với VCI ở đây các anh chị, chúng ta đang kỳ vọng là gì? Sau khi mà nó bứt cản 28.5 thì chúng ta đang ngắm sơ, trong cái nhịp này thì cũng dự kiến ngắm về vùng 31.5, tuy nhiên vùng 31.5 không thành. Nó chỉ lên được maximum ở khoảng quanh vùng 30.7 thôi, suy soát ở vùng 31. Sau một cây nến đạp mạnh thì đây là hai cây nến mà nó cho thấy rằng VCI không thể quay lại được vùng 28.5 cộng. Ví dụ trong trường hợp sau một cây nến như này mà VCI nó xuất hiện được một cây nến như này, ví dụ như vậy. Cây nến liền sau nó hồi phục kỹ thuật lại và nó xuất hiện một cây nến xanh. Và ít nhất là nó phải ngồi lại được trên vùng 28.5, nếu khỏe thì nó sẽ ngồi lại bên trên vùng 29 cộng như thế này. Thì đấy là tín hiệu tốt, nhưng mà đây là hai cây nến như thế này là tín hiệu xấu. Đó, thì chúng ta phân biệt giữa tốt và xấu nó sẽ nằm ở những cây nến tiếp theo. Và với tín hiệu như này, đường MACD thì nó đang chuyển đỏ đấy các anh chị, như vậy đấy cũng là một cái tín hiệu kỹ thuật không thực sự thuận lợi, và khả năng tuần tới thì VCA sẽ test lại quanh vùng 25. Và điểm sâu hơn thì chúng ta phải tính toán ở vùng 25 đến khoảng vùng 25.5, đấy là vùng giá hỗ trợ kỹ thuật của VCA. SSI cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với SSI thì target kỹ thuật của chúng ta còn nói đến ở đây đó là vùng 21 đến khoảng vùng 21.5, về mặt kỹ thuật nó đạt rồi. Sau một cây nến đỏ đặc thì nó hai cây nến này nó cũng cho thấy rằng là SSI không thể lấy lại được cái vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng 20.3. Chính vì nó không lấy lại được vùng hỗ trợ kỹ thuật 20.3 nên khả năng cao là tuần tới sẽ ngắm về vùng 19-18.5. Đấy là vùng mà SSI sẽ quay trở lại chỉnh cung. Cổ phiếu HCM nó cũng hoàn toàn tương tự. Về mặt kỹ thuật thì HCM cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 24.4/24.4 và đang ngắm thêm cái target kỹ thuật ở khoảng tiệm cận khoảng vùng 26, nhưng trên thực tế thì nó chỉ đi được vùng 25 và nó bắt đầu chỉnh cung. Về HCM ở đây thì chúng ta có cái vùng hỗ trợ 23, các anh chị lưu ý chặn 23. Trong trường hợp nếu như HCM không thủng vùng 23 thì cơ hội mà đánh lên đánh xuống ở đây vẫn còn, nhưng mà nếu trong trường hợp thủng vùng 23 thì các anh chị nên cân nhắc để chốt bớt các anh chị nhá. Chúng ta hành động theo xu hướng. Hùng vẫn luôn nhắn gửi với các anh chị em thì chúng ta là như vậy, chúng ta hành động theo xu hướng. Ok. Xu hướng tốt thì chúng ta cầm, xu hướng xấu thì chúng ta sẽ nên bán bớt ra. Cổ phiếu VND
suýt soát đạt target 17 thôi. Đó, và tuần này thì như vậy là với cái tín hiệu này nó bị mất vùng 16. Mất vùng 16 thì ngắm lại đây rồi, vùng 14.5, vùng 15, tuần tới sẽ ngắm thêm ở vùng này. Thậm chí là có thể nó chỉnh, sẽ phải chỉnh sâu sâu hơn một tí đấy. Về vùng 14, có thể có vùng 14. Đó, về quanh quanh ở đây tích lũy lại. Rồi khi đó chúng ta mới có thể tính toán thêm được các cái kịch bản tiếp theo của nhóm ngành chứng khoán nói chung và VND nói riêng. SHS, ok, SHS. Con em này mình rất là kỳ vọng, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cái điểm kỳ vọng của mình vẫn chưa đạt. Tức là nó chỉ mới đạt được đâu đó khoảng vùng 10.3 đến vùng 10.5. Chưa đạt lên được target kỳ vọng 12. Tuần này với cách đi như này thì nó lại hơi đuối. Tức là chỉnh cung về 9.5, nó không phục hồi được và nó mất vùng 9.5. Với một cây nến đạp rất là dài, chính vì vậy nên là vùng nó sẽ đi về, hôm nay là đi về vùng 9 này, nhưng khả năng tuần tới vùng 9 không giữ được. Và vùng 8 đến khoảng vùng 8.3, đấy chính là vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của SHS sẽ đi về ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo, tuần tới. MVX, MVX là một con cổ phiếu cũng rất là yêu thích, đánh nó tương đối là thoát. Nhịp này thì cũng chưa đạt kỳ vọng, nói chung mới lên được quanh 8 thì nó cũng chỉ mới upside được đâu đó từ vùng 7 lên 8 là 1/7. Mới chạy được khoảng tầm độ 14%, 13-14%. Và nó chỉnh cung, và con này khi nó chỉnh thì nó cũng chỉnh tương đối rát. Nhịp này nó đạt từ vùng 8.5 mà về đến tận vùng 6.2. 6.3 nó mới bắt đầu phục hồi quay trở lại, nên khả năng nhịp này sẽ ngắm tuần tới thì khả năng sẽ ngắm ở vùng 6.85 đến quanh vùng 7. Cũng có thể là về lại vùng 6.3 đến vùng 6.5, đây sẽ là những cái vùng giá mục tiêu để mà chúng ta bắt dần. AGR AGR cũng đang có một cái điểm tích lũy vùng đáy tương đối là đẹp. Tuần vừa qua ngắm vùng 8.25 và hiện tại thì nó đang bị mất vùng 8.25, nên là sẽ phải ngắm thêm cái vùng thứ hai, đó là vùng 7.7. Hôm tuần tới sẽ có quanh vùng 7.7, trong trường hợp thùng 7.7 rồi thì nó lại phải sâu hơn nữa, đó là vùng 6.6 đến khoảng vùng 7. Thì chúng ta tùy vào cái xu hướng và chúng ta căn cứ, ví dụ vùng chúng ta không thể biết được chính xác nó là sẽ chỉnh về đâu, nhưng ít nhất là ví dụ 8.25 chúng ta có thể bán 1.000. Ví dụ như thế, về đến vùng 7.7, ok, chúng ta bắt 1.000 nữa. Về đến khoảng vùng 7.2, chúng ta bắt 1.000 nữa. Rồi về đến vùng 6.6, chúng ta bắt 1.000 nữa. Như vậy là chúng ta bắt dài. Thay vì một cái việc là chúng ta all in ở đây là chúng ta ào phát, chúng ta mua ở quanh vùng 8. Đó, thì chúng ta đã chia làm 4.000 cổ phiếu ở 4 cái mức giá khác nhau. Đó, để chúng ta giải ra, để chúng ta vừa mua, vừa phân bổ vốn, vừa đánh giá tình hình xu hướng. Và khi nào, ví dụ như về đến vùng 7.7 chẳng hạn, đó, nó ổn định, nó tích lũy và nó xuất hiện một cây nến hammer xanh mướt, đó, thì đấy sẽ là những cái thời điểm gì sẵn sàng đua lệnh. Bởi vì khi đó là gì, khi đó là nó đã bắt đầu diện, bắt đầu xác nhận xu hướng, và đồng thời ví dụ lực cầu bắt đầu đánh vào khoảng tầm 1.5 triệu cổ phiếu trên một phiên đấy, thì lúc đó là chúng ta sẵn sàng chúng ta đua lệnh thôi, bởi vì khi đó là thị trường nó đã xác nhận rồi, cổ phiếu nó đã xác nhận cái tín hiệu tăng trở lại. Ok, rồi bây giờ thì sẽ phân tích thêm một số các cái nhóm ngành phụ để các anh chị nắm được, gồm có nhóm ngành thủy sản ANV. Như vậy là ANV về mặt target kỹ thuật là 30/30 là đạt rồi, bây giờ chỉ còn cái target 35 nữa thôi. Tuần vừa qua thì nó cũng đang chỉnh cung chung với cả thị trường, như vậy thì nếu như mà đẹp thì tuần tới ANV sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 30, đây là 30 mấy ta, 26.5, tức là như vậy thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 27 để chúng ta đánh giá. Trong trường hợp nếu ANV chỉnh cung mà không thủng vùng 27 thì các tài khoản cầm, chúng ta cứ tiếp tục cầm đó, với một mục tiêu, và chúng ta có thể thu âm thêm với mục tiêu là nhịp này sẽ đánh tiệm cận lại vùng 30 và sau đó thì vẫn phải ngắm, tiếp tục ngắm cản ở vùng 35. Trong trường hợp thủng vùng 27 như vậy là điểm mua ở trên này chúng ta bị sai, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt bớt tỷ trọng hoặc là cắt hết toàn bộ. Bởi vì ANV thì chúng ta đã có phân tích
khá là sớm, khá là dài. Chính vậy nên là bây giờ các cái điểm mua mà các anh chị mà mua được ở những cái vùng giá thấp thì bây giờ cái vị thế của chúng ta cũng không không phải là vấn đề lớn. Rồi đối với IDI tuần này thì nó cũng chỉ cản 14 đấy các anh chị, cản 14 tương đối mạnh. Và tuần này thì cũng chưa thể bứt được cản 14, ba cây nến đỏ như thế này nó là tương đối xấu. Tín hiệu đường MACD thì nó đang có một cái tín hiệu gì ạ? Đây, đường mà ACD đang cắm xuống. Như vậy là cổ phiếu nó sẽ thiên về kịch bản chỉnh giảm. Đó, tích lũy. ADA tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm lại vùng 116. Trong trường hợp nó tích lũy được vùng 116 thì tốt, nhưng mà nếu như nó thủng vùng 116 thì bên đây các anh chị, chúng ta phải tính toán cái vùng hỗ trợ đây, đó là vùng 9 vùng 10 đến khoảng vùng 96. Vùng 96 đến khoảng vùng 10. 96. Ok. ASM cản 9.7 đến vùng 10, hiện tại thì cản 9.7 đến vùng 10 vẫn đang tương đối là khó. Trong tuần thì có nói đến câu chuyện là khả năng nó sẽ có một cái biên chỉnh cung lại về khoảng quanh vùng 9.3. Tuy nhiên vùng 9.3 hiện tại nó bị mất trong phiên giao dịch ngày thứ tư. Và hai cái nến liền sau đó thì nó xác nhận là nó không lấy lại được vùng 9.3. Như vậy đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là yếu và xấu của cổ phiếu. Với tín hiệu này thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở vùng 8.3, hỗ trợ 8.3, và sau khi mà tích lũy thành công hay là cái tín hiệu kỹ thuật quanh vùng 8.3 như thế nào thì tại thời điểm đó sẽ đánh giá thêm. ACL. ACL ở đây thì có cản 12.8, hỗ trợ của ACL quanh vùng 11. Khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại vùng 11-11.3 đây để nó tích lũy thêm theo cả dòng thôi. Cổ phiếu Dabaco 16.5 tuần này thì nó chỉnh hơi sâu. Thực tế nếu như mà trong trường hợp trong tuần tới mà nó tích lũy mà nó test được ở trên vùng 16 cộng đây này 16 thì rất là đẹp. Nó mất vùng 16 rồi thì nó cần phải quay trở lại đây là vùng 14-14.5. Tuần tới tập trung đánh giá thêm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh 14-14.5. Về mặt cách đi, về cái cách thức vận hành của cổ phiếu Dabaco thì khả năng ở trong nhịp này, tất nhiên là ở đây này các anh chị nhìn thấy là ở đây nó vẫn đang nằm ở trong một cái kịch bản sóng hồi, và những cái điểm hồi nếu có hồi thì nó cũng sẽ hồi được khoảng về lại quanh vùng kháng cự 20. Đây là vùng kháng cự rất mạnh của Dabaco. Đó, rồi sau đó nó cần phải chỉnh cung, test cung, tích lũy quay trở lại đây. Đó, và nó đi tiếp được hay không thì nó sẽ là một câu chuyện đâu đó nó phải rơi vào khoảng tầm quý 2 của năm nay. Đó. Còn ở đây thì chúng ta cũng xếp sát chúng ta đánh ở những cái nhịp ngắn ngắn. Đây cũng đang múc tương đối là nhiều đối với mã cổ phiếu này. Nhóm cổ phiếu điện thì chúng ta sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu sau, gồm mã cổ phiếu PC1 ở đây. Thì anh chị lưu ý là PC1 ở trong bản tin tuần cũ thì cũng đã có phân tích cho anh chị rồi. Có một cái vùng cản của PC1 ở đây khoảng quanh vùng 26.3 đến khoảng vùng 27. Đây là cản, và tuần này thì đã có hai cây nến tiệm cận cản và diện nó không thể bứt qua được. Không bứt qua được nên là nó sẽ chỉnh cung về vùng 23.5. Ngắn hạn là như vậy. Trong trường hợp tuần tới mà nó bị thủng vùng 23.5, thủng vùng 23.5 thì chúng ta cần phải ngắm lại ở khoảng đây vùng 20 đến khoảng vùng 20.2. GEG trong nhịp này kỳ vọng target ở đây là vùng 18, nhưng mà như thế này là chưa đạt được rồi. Bởi vì hai cây nến chỉnh giảm và nó đã bị mất cái vùng 15 ở đây. Nó bị mất vùng 15 ở đây, như vậy nó sẽ bị yếu đi. Nó bị yếu đi khá nhiều. Như vậy tuần tới thì nó sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 14, và từ vùng 14 này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Gạch thì vẫn chưa thể bứt được cản, ở đây là cản 15.2. Tuần này nó tích lũy ở vùng 13.9 và ngắn hạn thì nó bị mất vùng 13.9. Tất nhiên là cái điểm mất này cũng chưa quá là lớn, vậy thì tuần tới khả năng thì nó sẽ đi về đây thôi, tích lũy lại ở biên 12.7 đến khoảng biên 13. POVK POVK trong tuần này nó đi tương đối đẹp.
có một cây nến đã đè vùng 12.5 rồi, nhưng mà đây là cản các anh chị, vẫn chưa thể bứt được cản. Khi cổ phiếu vượt cản thì nó mất tương đối là khá nhiều thời gian, chứ không phải là một phát nó ăn ngay được đâu. Bây giờ nó đang quay lại chỉnh cung ở quanh vùng 12, như vậy tuần tới thì ta ngắm lại ở đây đẹp á, đẹp là vùng 11.8 đến khoảng vùng 12. 18 đến khoảng vùng 12. Đó, đẹp thì nó sẽ tích lũy thành công ở vùng này. Và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản ở đây, đó là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản gì ạ? Ở đây là cản 12.5. Đó, break được cản 12.5 thành công thì khi đó chúng ta mới ngắm cản 13.5 đến khoảng vùng 14. Nhóm ngành cao su gồm mã cổ phiếu GVR, GVR chạm cản 17 đang chỉnh cung, và hiện tại thì nó đang chạm lại vùng giá mục tiêu thứ nhất, đó là vùng 15-15.5. Các anh chị có thể thu gom ở vùng này một phần, sau đó thì có thể ngắm thêm ở vùng 13.5 đến khoảng vùng 14 nếu có. DRI hiện tại chúng ta đang ngắm thêm các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 7 đến khoảng vùng 7.3, đó là vùng mà chúng ta có thể canh thu gom thêm. Ở DRI thì cái tính tạo lập của con này cũng tương đối là tốt ấy. Nói chung là nhịp này nó đang tích lũy thôi, và thị trường ổn thuận hòa một cái thì nó bứt được cái cản 6.3. Khi nó bứt được cản 6.3 rồi thì chúng ta sẽ ngắm cản 11.5 đến khoảng cản 12. Như vậy chúng ta có một cái up ở đây cũng tương đối là lớn đối với biên lợi nhuận của DRI. DRC DRC thì trên kỹ thuật của DRC hiện tại vẫn đang tốt. Ở sau vùng 19.5, vùng 20 thì chúng ta đang ngắm cản vùng 26. Tuần này nó có chỉnh cung và nó gặp lại vùng giá mục tiêu 21.5, vùng 22. Vùng này thì tuần tới khả năng có xu hướng test lại. Các tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể canh thu gom thêm ở vùng này. Và mục tiêu thì vẫn chưa thay đổi đối với mã cổ phiếu DLC. Nhóm ngành dệt may thì các anh chị chú ý là mã cổ phiếu VGT. VGT hiện tại đây trend kỹ thuật cũng đang đi khá là rõ sóng. Khi mà nó tăng những cái sóng tăng một này, nó chỉnh này, bắt đầu nó vùng giá mục tiêu chúng ta đang ngắm tới đó là vùng 13, và khả năng khi chạm 13 thì nó sẽ có một nhịp chỉnh cung nhẹ ở đây để nó tiếp tục bứt phá đi lên ở khoảng quanh vùng 15. Như vậy VGT hiện tại thì nó đang đi theo cái mô hình sóng như này. Tuần này thì nó tích lũy tương đối tốt, lực cầu tiếp tục được đẩy vào khá là ổn áp ở khoảng quanh địa vùng giá 10 11.5, ok anh chị, 11.5 khá là tốt. Nó đang tích lũy khá là tốt ở vùng 1.5. Với sự tích lũy này thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn kỳ vọng là ngắm cản 13 và break cản 13 thì chúng ta ngắm lên vùng 15-16. TNG trong tuần thì TNG gặp cản 16-16.5 và nó đang bắt đầu chỉnh cung. Tuần tới các anh chị có thể ngắm vùng chỉnh cung 14-14.5 và chúng ta canh gom đối với mã cổ phiếu TNG. Ở trong tuần này thì các anh chị có một cái nhóm ngành cũng đang theo khá là sát, đó là nhóm ngành mía đường. Thì cổ phiếu FPT, FPT cũng đã có phân tích tương đối là sớm ở tại những cái thời điểm FPT quay về vùng chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 13-13.5. Ở đâu đó khoảng từ ngày 18 tháng 1 thì chúng ta đã bắt đầu nói đến mía đường. Lúc đó thì đây 13 đến 13.5 không tổng tích lũy là hợp lý, và chúng ta chủ động thu gom dần từ ngày 18 tháng 1 đây các anh chị. Đó, và đến thời điểm hiện tại thì FPT đã bắt đầu có một cái trend kỹ thuật ở đây là khá là tốt, dòng tiền đang đánh tương đối ổn. Hai cây nến, nó có một cây nến đẩy vừa thoát vùng 15.3 và nó đang có hai cây test lại ở biên 15-15.3, như vậy là đẹp. Còn có khuyến cáo với các anh chị là ở cái biên này thì chúng ta có thể những cái tài khoản của các anh chị đang cầm chúng ta có thể thu gom thêm được các anh chị. Test về khoảng 15 và 15.3, 15.4 đi, hoặc là thậm chí có thể tơi lên khoảng 15.5. Đó sẽ là vùng mà các anh chị có thể bắt thêm mã cổ phiếu FPT. Đang hết mục tiêu lợi nhuận khoảng quanh vùng 7.5. Tiếp tục ngắm lên đó. Ở vùng 17.5 đến khoảng vùng 18. Mã cổ phiếu nữa là LSS, phiên ngày hôm nay thì nó vẫn tím,
nó tím, và cái cơ hội để mà bắt cổ phiếu này nó vẫn còn. Bởi vì sao? Bởi vì khả năng là nhịp này thì LSF sẽ đánh về khoảng quanh cả 10, như vậy ở khoảng quanh vùng 7, 7.1, 7.2, và tuần tới nếu như nó có cái nhịp trả cung á, thì các anh chị cũng có thể hoàn toàn có thể bắt thêm hoặc bắt mới đều được. Và mục và nhịp này thì chúng ta cũng ngắm cản 9.5 đến vùng 10, như vậy là cái biên target lợi nhuận của cổ phiếu LSF vẫn đang còn. Đây nó có 3 cây nến này các anh chị, 3 cây nến nó test lại quanh vùng 7.1 quá đẹp luôn. Và đặc biệt là đối với con này thì nó có cái vùng tích lũy 6 đến khoảng vùng 6.35, nó đã tích lũy tương đối là dài, chính vậy nên là kỳ vọng khi mà nó tích lũy dài như vậy rồi á thì cái kỳ vọng là cái bước sóng mà nó đánh ở sau đó thì nó sẽ đánh tương đối là dài. Nó giống như ở đây các anh chị này. Đó, một cái nhịp mà cái con này, cái tính tạo lập của cổ phiếu này nó cũng rất là tương bừng đó. LSF nhịp này nó đánh từ vùng 5 lên tận vùng, cứ cho đây là vùng 13 đi. Đó, xong đó nó chỉnh một phát đâu đó khoảng vùng 9 mà đánh lên khoảng vùng 18. Đó, toàn nhân đôi. Đó, như vậy ở đây bây giờ nó đang tích lũy lại vùng đáy, và chúng ta ra xem nào, kênh xu hướng đã bứt thoát được chưa? Chưa. Suy thoát. Nó bứt được cái kênh xu hướng ấy, nó bắt đầu về bản chất là chỗ này nó đã bắt đầu gặp cái cản dài. Và khi nó bứt được cái cản dài này ở đây thì nó cũng tơi đấy các anh chị nha. Đấy, nó bứt được cái cản dài này là cũng đẹp đấy. Hiện tại nó đang gặp cái cản dài đâu đó ở khoảng quanh vùng 8. LSF mà bứt 8 thì là đẹp. Nói chung là LSF mà bứt 8 thì gần như nó bắt đầu đi vào một cái trend tăng dài. Đó, thì các anh chị lưu ý, đối với mã cổ phiếu LSF cũng khá là hay. Ok, danh mục cổ phiếu thì cũng sẽ tạm dừng tại đây, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung thứ hai, đó là nội dung mà chúng ta đã phân tích trong tuần video bản tin số 162. Ở trong tuần video số 162 thì cũng đã có đề cập đến một số các cái vấn đề liên quan đến trái phiếu các anh chị, trái phiếu, và đấy là một vấn đề hiện tại đang tương đối là nóng ở trong thị trường hiện tại. Và cái câu chuyện ở đây là chúng ta khi mà chúng ta phân tích ấy, chúng ta phân tích về thị trường thì chúng ta sẽ không, nếu như xảy ra, tức là chúng ta sẽ không thể là lượng hóa được hết những cái yếu tố thiên tai động đất bất ngờ như là bắt bớ khởi tố rồi những cái thay đổi mạnh về địa chính trị trong nước và quốc tế. Những cái điều đó nó là những cái thông tin bất thường và nó có thể đến bất kể một cái ngày nào trong cái tuần chúng ta phân tích kỹ thuật. Chính vậy nên là cái yếu tố này nó sẽ rất là khó để chúng ta lượng hóa. Và chúng ta chỉ phân tích được với phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ dựa trên những cái nội lực hiện tại, những cái yếu tố hiện tại để chúng ta tiên lượng, chúng ta lượng hóa một cái yếu tố kỹ thuật ở trong tương lai. Thì đấy là cái cách mà chúng ta phân tích kỹ thuật. Thì trong cái phân tích kỹ thuật chúng ta sẽ có trên chart kỹ thuật ngày, sẽ sử dụng chart kỹ thuật ngày, chart kỹ thuật giờ và chart kỹ thuật M5 đó để chúng ta phân tích. Đó. Và trong tuần vừa qua thì cũng đã có trong buổi tối ngày thứ hai đấy thì cũng đã có phân tích khá là kỹ về cái vấn đề trái phiếu, đó là trong những cái tháng đầu năm của năm 2023 là thời điểm mà đến hạn đáo hạn rất là lớn, thì những cái kịch bản mà chúng ta phải tính toán đến đó là về những cái doanh nghiệp mà họ huy động tiền ấy. Đấy thì cái câu chuyện đầu tiên đó là một là bán tài sản, bán những cái gì có thể bán được, như là bán dự án, bán tài sản, bán cổ phần, bán cổ phiếu quỹ, rút tiền về và để mà dàn xếp cái tiền để mà trả cho nhà đầu tư. Đấy là cái phương án thứ nhất. Đấy là trong năm 2022 chúng ta đã thấy rất nhiều các cái vị chủ tịch đã phải bán cổ phiếu đi, bán tài sản đi, bán dự án đi, bán công cụ lao động đi, đúng không? Mà sau khi bán hết rồi mà vẫn không trả được thì lại tiếp tục là đàm phán với nhà đầu tư để gia hạn cái thời gian trả. Ví dụ như là thay vì câu chuyện là đến năm tháng 3 năm 2023 này trả thì các anh chị cho tôi đến tháng 3 năm 2024, ví dụ như thế. Thì trong cái trường hợp này đấy là cái sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người dân, giữa nhà đầu tư. Trong trường hợp mà không thỏa thuận được, đúng không ạ? Như vậy thì sẽ bắt đầu đến những cái hoạt động thâu tóm doanh nghiệp, tức là những cái nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, những cái đơn vị nước ngoài. Bây giờ nhà nước mình cũng đang rất là mở, hướng mở để cho các nhà đầu tư nước ngoài vào để mua doanh nghiệp. Để làm gì? Về bản chất là bán cổ phần, và ông vào đấy thì ông gánh hết toàn bộ cái nợ của thằng cũ để tránh cái doanh nghiệp đó nó bị phá sản và nó tiếp tục khôi phục hoạt động. Thì đây cũng là một cái cách mà đang hướng mở đối với những cái doanh nghiệp mà liên quan đến trái phiếu.
Thế rồi cuối cùng mà sau những cái cách đó rồi mà không làm được nữa rồi thì chắc chắn sẽ là kiện tụng và đưa nhau ra tòa. Thì đấy là một cái câu chuyện sẽ dẫn đến cái việc khởi tố bắt bớ rồi tùm lum tà la. Đó, vậy thì đây là cái câu chuyện trái phiếu hiện tại là nó vẫn đang treo lơ lửng ở trên nhà đầu tư của chúng ta và chúng ta chưa có hồi kết, chưa có hướng mở và chưa có hướng để xử lý. Và hiện tại là đang thăm dò, đó, vừa làm vừa thăm dò vừa xem là thằng nào mà nó bán được doanh nghiệp thì nó bán đi, thằng nào nó bán được tài sản thì nó bán đi, thằng nào mà đang huy động tiền trái phiếu để mà đi đầu tư cổ phiếu thì ông cũng phải bán cổ phiếu quỹ đi, đó, vân vân và vân vân. Thì tất cả những câu chuyện đó nó sẽ có những cái tác động nhất định lên thị trường chứng khoán ở trong những cái thời điểm tiếp theo. Thế còn đối với kịch bản của thị trường như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái kịch bản. Một kịch bản tích cực đó là VN30 và phái sinh không thủng ở vùng 1.100 điểm, và index chúng ta không thủng ở vùng 1.093 điểm và tích lũy thành công ở vùng này để break những cái cản tiếp theo. Thì đấy là kịch bản một, là kịch bản tích cực. Và với trường hợp này thì kịch bản tích cực như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm cổ phiếu. Kịch bản 2 là kịch bản tiêu cực, tức là bộ ba tham số chung của thị trường bị mất các vùng hỗ trợ kỹ thuật trên thì ưu tiên lúc này chính là gì ạ? Chốt bớt cổ phiếu đang có lãi. Bởi vì rất nhiều anh chị em là cổ phiếu đang lãi không chốt, bắt đầu nó về bằng không và sau đó thì nó lỗ ngược, tức là gì? Đang lãi thì cứ tiếc tiếc bảo lúc lãi 10 triệu không bán, bây giờ lãi 8 triệu thôi để chờ xem nó có lên lại 10 triệu không. Xong đang từ 8 triệu nó tụt hẳn xuống còn 5 triệu, bảo ô thế lúc 10 triệu không bán, 8 triệu không bán, bây giờ còn 5 triệu nó bán làm cái gì? Và 5 triệu cũng mất nốt và cuối cùng thì lại lỗ thành 5 triệu, lỗ thành 10 triệu. Đấy là cái câu chuyện mà rất nhiều nhà đầu tư gặp ở trên thị trường. Nên khi thị trường bị mất các vùng tham số kỹ thuật, các anh chị ưu tiên để chúng ta chốt những cổ phiếu đang có lãi, những tài khoản đang margin ở tỷ lệ margin cao thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta hạ xuống tỷ lệ margin. Rồi chúng ta sẽ cơ cấu lại danh mục bằng cách là gì? Những cái mã cổ phiếu nào có thể bán được ở trong một góc độ cho phép thì chúng ta có thể bán đi để chúng ta thu lại một cái dòng tiền. Cái dòng tiền này nó có một cái vai trò nó rất quan trọng đến lúc ví dụ index ở trong tuần này hoặc tuần tuần tiếp theo này. Index sẽ có thể chỉnh về vùng ở một vùng 1.043 đến khoảng 1.045 đến khoảng vùng 1.050 điểm. Tại thời điểm đó thì tất cả các mã cổ phiếu các nhóm ngành sẽ đồng loạt tạo đáy và bắt đầu phục hồi đi lên. Thế thì tại cái thời điểm đó thì ví dụ cổ phiếu mình bị kẹp lại rồi thì sức mua margin nó sẽ không còn nữa, ví dụ như vậy, và tiền mặt chúng ta sẽ không còn. Chính vậy nên là chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta trao lại những cái mã cổ phiếu tại thời điểm index về ở vùng 1.045 đến vùng 1.050 điểm. Đấy là một câu chuyện rất đáng tiếc của rất nhiều nhà đầu tư, tức là bị kẹp hàng lại trên và đến khi mà chúng ta nhìn thấy cơ hội rồi nhưng mà chúng ta trong tay chúng ta không còn công cụ lao động nữa, chúng ta không còn công cụ dòng tiền nữa thì lúc đó chúng ta đành phải bó tay đó. Và thay vì câu chuyện là những nhà đầu tư người ta lại mua ở những vùng đó thì T3 T5 người ta là lãi được khoảng tầm 5 đến 10%, người ta sẽ canh ra quay ra người ta chốt ngắn ở trong một nhịp đó, thì mình lại phải ngồi im. Đó là câu chuyện mà chúng ta lưu ý. Thì trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta đã đi theo kịch bản 2, tức là VN30 và phái sinh bị mất vùng 1.100 điểm và index bị mất vùng 1.093 điểm, đó là cái tín hiệu xấu. Thì chúng ta sẽ nhìn trực quan ở trên biểu đồ VN30, VN30 F1M và VN Index ở đây. Thì chúng ta ở đây chính là cái điểm mà Hùng đã ra bản tin tuần video số 162 khi chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày 27 tháng 1. Ok, và bắt đầu tuần này bắt đầu chúng ta sang tháng 2. Thì tại thời điểm đó thì cũng có nói đến câu chuyện là VN30 sẽ quay trở lại ở vùng 1100 và cái điểm mấu chốt ở đây là vùng đây các anh chị nhá, 1100 ở đây. Đó. Trong trường hợp nếu như bị mất cái vùng này thì đây chính là cái điểm mà diện điểm mà thị trường của chúng ta bắt đầu bị phá vỡ đó. Và khi mà các anh chị cũng biết chứ còn trong team thì cũng đã có phân tích khá là kỹ một cái điểm mấu chốt của chỉ số phái sinh ở khung giờ 13 giờ 15 phút, à xin lỗi cả nhà, 13 giờ 50 phút đến 14 giờ trong phiên giao dịch của ngày 30 à ngày mùng 1 ngày mùng 2. Thời điểm đó chính là những cái mấu chốt kỹ thuật mà tại thời điểm đó bắt buộc chúng ta phải chốt cổ phiếu ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái cây nến giờ của nó bị vi phạm. Và cái điểm này thì cũng đã chia sẻ ở trên bản tin ngắn 162 cộng cho các anh chị rồi. Thì khi mà chỉ số VN30 nó bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1100 thì đấy là một tín hiệu tương đối khó khăn của thị trường. Và các anh chị thấy rằng là cổ phiếu đã nằm sàn rất là mạnh trong phiên giao dịch của ngày thứ tư.
Và đối với chỉ số VN30 M phái sinh đấy các anh chị, thì Hùng cũng có nói đến câu chuyện đầu tiên nó sẽ test về biên kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 1100 và cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1100 điểm. Nếu như mà chỉ số VN30 bị mất thì đấy cũng là một tín hiệu kỹ thuật rất là xấu ở thị trường, và chúng ta bắt buộc tại thời điểm đó chúng ta phải bán bớt cổ phiếu ra. Và sau khi bị mất đấy các anh chị thì thị trường đang cố lấy lại, nhưng mà hiện tại thì nó cũng chưa đâu vào đâu, tức là đây là đang là những cái tín hiệu test cung và những cái tín hiệu giữ nhịp của thị trường sau một phiên đao mạnh. Như vậy thì tuần tới thì chúng ta sẽ phân tích thêm các yếu tố kỹ thuật của chỉ số phái sinh. Đối với chỉ số VN Index đây các anh chị, Index thì cái vùng 1093 điểm, trong trường hợp nó chỉnh cung điểm 1 là sẽ chỉnh về quanh vùng 1110. Điểm chỉnh 2 sẽ là vùng 1093. 1093, đây các anh chị, 1093 đến vùng 1100. Và khi index của chúng ta bị mất cái vùng 1093 thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật xấu của thị trường, và các anh chị lưu tâm. Và đến phiên giao dịch của ngày thứ tư thì index của chúng ta cũng chính thức bị thủng ở vùng 1093. Và các cái cản kỹ thuật của index, ví dụ như ở quanh vùng 1120 điểm, 1125 điểm trong tuần vừa qua, nó cũng đã không thể break qua được. Như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ lưu tâm đến những cái vấn đề gì? Thứ nhất, đối với chỉ số VN30 ở đây thì vùng 1100 nó sẽ trở thành cái vùng cản trong ngắn hạn. Vùng cản trong ngắn hạn, nó trở thành vùng cản trong ngắn hạn là ý thứ nhất. Và vùng hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn đây là vùng 1083. Như vậy khả năng tuần tới thì chúng ta sẽ có thêm cái biên đánh ở khoảng quanh vùng 1083 đến vùng 1100. Và nhìn trên mặt về mặt xu hướng thì Hùng vẫn thiên về kịch bản là VN30 sẽ quay trở lại vùng 1075. Sau đó thì có thể là phải tính toán đến ở vùng 1057 đến khoảng vùng 1060. Hiện tại là chúng ta sẽ thiên về kịch bản về đây, tức là VN30 sẽ chỉnh cung về quanh đây và tích lũy. Đối với chỉ số VN30 F1M thì tuần tới thì chúng ta sẽ có biên, đó là biên ở 1080 đến khoảng 1100. Và chúng ta thiên về kịch bản đó là phái sinh sẽ test cung kỹ thuật về khoảng quanh vùng 1070, và cuối cùng nó sẽ nằm ở khoảng vùng 1060 đến khoảng vùng 1057 đến 1060, tức là VN30 và phái sinh thì dự kiến theo Hùng là vùng hội tụ kỹ thuật của nó sẽ nằm ở khoảng vùng 1057 đến 1060. Đó, trong trường hợp mà bị bung vùng 1057 rồi thì khi đó chúng ta mới tính đến ở vùng 1047 đến khoảng 1050, nhưng mà trước mắt sẽ là ngắm ở cái vùng hỗ trợ này. Đây là vùng hỗ trợ tương đối mạnh của thị trường. Đối với chỉ số VN Index thì tuần tới chúng ta sẽ có một cái biên mà nó đang sideways đi ngang ở đây, đó là vùng 1070 đến khoảng quanh vùng 1083. Khả năng thì tuần tới nó vẫn còn có một hai cái nhịp đi như này, và sau khi mà nó đi như này thì nó sẽ phát đi cái xu hướng kỹ thuật. Trong trường hợp ví dụ, không nói ví dụ nhé. Trong trường hợp ví dụ như là Index của chúng ta sẽ vượt lại vùng 1085. Đây là ví dụ nhé. Đó, và vượt lại vùng 1085 rồi, sau đó nó sẽ tiếp tục kéo lên vùng 1095 đến khoảng vùng 1090, và nó quay trở lại để nó gì ạ, nó nhả một phát lại đây, về lại vùng 1085, 1090 không thủng. Thì như vậy đó là cái tín hiệu để gì, giúp chúng ta nhận diện xu hướng phục hồi của thị trường và của chỉ số VN Index. Ok, đó là kịch bản tích cực, nó sẽ là như vậy. Thế còn cái kịch bản tiêu cực là gì? Nó sẽ tiếp tục đi ngang ở đây và nó sẽ hình thành một cái cây nến. Nó sẽ hình thành một cái xu hướng, đó là gì? Xu hướng giảm mạnh, và nó bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 1065 ở đây. Và mấu chốt vấn đề, nếu trong trường hợp nếu như index bị mất vùng 1065 thì đấy là một cái kịch bản xấu đối với thị trường. Và khi index mất 1065 thì chắc chắn rằng là index sẽ về ở vùng 1050 đến 1053. Thủng vùng 1050 thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 1042 đến khoảng vùng 1045. Thì đấy là những cái dự báo về khả năng, những cái khả năng mà thị trường có thể quay trở lại với những cái kịch bản tích cực và những cái kịch bản tiêu cực. Vậy thì câu chuyện của nhà đầu tư ở trong thời điểm hiện tại là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục bám sát các tín hiệu kỹ thuật trong phiên của chỉ số VN Index. Trong trường hợp kịch bản tích cực, chúng ta có thể bắt thêm vị thế cổ phiếu. Và cái điểm bắt thêm đó chính là những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật vùng đã có phân tích. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là C4G chẳng hạn.
Đó, vậy thì chúng ta sẽ bắt ở đâu? Chúng ta sẽ bắt ở vùng 10.8 đến khoảng vùng 11. Đó, sau đó thì chúng ta có thể bắt tiếp ở vùng 10 đến vùng 10.3 trong trường hợp là kịch bản tích cực. Thế trong cái trường hợp một kịch bản tiêu cực, kịch bản tiêu cực có nghĩa là gì? Yên đây của chúng ta bị phá vỡ vùng 1070 và sau đó nó quay lại vùng 1065 và nó bắt ở đây. Thì như vậy là chúng ta tạm thời chúng ta từ từ chúng ta hay bắt. Bởi vì khi đó thì cái thiên hướng của thị trường nó sẽ trở nên khó đoán hơn, nó sẽ khó khăn hơn. Và khi mà nó khó khăn hơn thì chúng ta bình tĩnh để chúng ta chờ đợi xem là như vậy thì index về 1050 thì khi đó giá cổ phiếu nó là bao nhiêu và giá đó thì chúng ta có chấp nhận để chúng ta bắt được không, hay là chúng ta chờ ở một cái giá sâu hơn. Đó, cái câu chuyện ở trên thị trường chứng khoán nó rất là khó, nó rất là khó các anh chị, nó không dễ đâu. Nó có là một cái sự mắt xích, móc xích giữa thị trường chung, giữa mã cổ phiếu, giữa nhóm ngành và giữa rất nhiều các cái yếu tố để chúng ta đan xen lại để chúng ta đưa ra được một quyết định. Đó, là như vậy là phải tổng hợp tương đối nhiều các cái yếu tố kỹ thuật. Còn đối với thị trường thì cũng đã có một vài góc nhìn như vậy để các anh chị tham khảo. Đối với các mã cổ phiếu và các nhóm ngành thì cũng đã có phân tích khá là sát. Những cái phân tích đó nó mang tính chất là ý kiến cá nhân của ông Lê, các anh chị có thể tham khảo thêm. Và trên cơ sở những cái phân tích ở vùng hỗ trợ kỹ thuật và những cái vùng kháng cự đó thì các anh chị có thể đưa thêm cho mình vào trong các cái quyết định đầu tư. Và để các anh chị có thêm những cái cập nhật, những cái phân tích cụ thể ở trong thời gian, khung thời gian giao dịch trực tuyến thì ông Lê trân trọng kính mời cộng đồng anh chị em nhà đầu tư của chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta có thêm những cái trao đổi, cùng nhau phát triển, cùng nhau hỗ trợ trong quá trình đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.